Đây là máy giặt Panasonic 8,5 kg. Mã của nó đây là NA F85A4 8,5 kg. Đây, tổng quan dùng của giặt này, nó có cả chức năng như giặt thường, giặt nhanh, giặt nhẹ, đồ giặt đồ trẻ em, sấy gió 90 phút, đồ tiết kiệm nước, chăn màn, giặt ngâm, và có chức năng hay là vệ sinh đồng giặt. Đấy, bảng điều khiển, mực nước, giặt xả, giờ tổng quan, nắp đứng, cứng lực, mở nắp ra, đây, chỗ để bỏ cọ xả vải, bên đây là cái đựng nước bột giặt, lông giặt, cái này thôi, 8,5 kg. Dòng này là dòng mới ra đây, màu mạo mới ra. Vậy thôi. Đây. Đây, thông số kỹ thuật của ba dòng đây. Dòng này là dòng này, công suất tiêu thụ đến mức này 130W này, lượng nước tiêu chuẩn là 66 lít, lượng đây vải khô nha 8,5, kích thước sản phẩm này, rộng này, dài này, cao này, trọng lượng sản phẩm này. Đó. Nên thử nha, ngon này. Thử chế độ bắt xem nữa kêu rung không. Rồi, không ấn khởi động. Rồi, xoay thế nào. Máy rung không? Chính như vậy, thả chính nó xem được.